Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid đi qua để lại rất nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hệ lụy của nó gây ra vô cùng nặng nề, như người bệnh bị rụng tóc, hụt hơi, khó thở, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, đặc biệt là sức khỏe sinh lý của nam giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây, một bước tiến mới trong điều trị tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, giảm ham muốn do hậu quả của COVID-19 để lại đã được công bố. Một phương pháp mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Bình, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương với hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh về nam khoa. Đó là sản phẩm dạng viên nén đầu tiên áp dụng thành công hoạt chất quý hiếm trong cao mật nhân Ấn Độ và công nghệ nano hướng đích hàng đầu Nhật Bản, giúp nam giới tìm lại được ham muốn của mình, tăng khoái cảm, tăng cương cứng, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Và đặc biệt, đây là một trong những cái sản phẩm tăng cường sức khỏe sinh lý cho nam giới mà Tuấn Tú đã được trải nghiệm rồi. Chính vì thế mà Tuấn Tú hôm nay hy vọng là sẽ mang cái kinh nghiệm của mình, một người đã từng sử dụng sản phẩm để chia sẻ cho quý vị để chúng ta có một cái sức khỏe sinh lý tốt hơn. Với sản phẩm Minh Men này, tại sao mà Tú lại yêu thích? Bởi vì thứ nhất là đây là một trong những cái sản phẩm hoàn toàn được chiết xuất từ thiên nhiên, cho nên là nó rất là an toàn cho sức khỏe và chúng ta có thể sử dụng lâu dài được. Đấy là điều quan trọng. Bởi vì như các bạn biết rồi, khi chúng ta sử dụng thuốc Tây thì hiệu quả rất là nhanh, nhưng mà nó lại để lại rất là nhiều các cái phản ứng phụ không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, với sản phẩm này thì Tú thích nhất là nó có một cái chiết xuất rất đặc biệt từ một loại thảo dược rất là quý của Ấn Độ mà bản thân Tuấn Tú khi đi sang Ấn Độ đi tìm mua cũng rất là khó. Đó chính là cao mật nhân của Ấn Độ. Phải nói đây là một cái sản phẩm rất là tốt dành cho sinh lý của nam giới, đó là cao mật nhân. Cái thứ hai là với sản phẩm Minh Men ấy, thì có sử dụng cái công nghệ rất là cao và hiện đại nhất cho đến thời điểm này, đó chính là công nghệ nano đích. Tại sao lại là nano đích? Thì Tú thấy là nano ấy là đã rất tốt rồi, nhưng đích thì có nghĩa là nó đến rất đúng với những cái tế bào mà chúng ta đang bị hư hại, và sau đó nó điều trị cũng như là khắc phục và tái tạo các cái tế bào đó rất là tốt. Chính vì thế mà hiệu quả của nó rất là nhanh, rất là chính xác. Đấy là nano đích. Tú chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Cái thứ ba ấy, là với sản phẩm Minh Men này thì được sản xuất theo đúng cái tiêu chuẩn GMP và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Điều đó có thể khiến cho chúng ta có thể an tâm sử dụng mà không phải lo nghĩ gì cả. Đấy là một điều rất là quan trọng. Khi chúng ta mua bất kể một sản phẩm nào ấy, thì cái việc mà được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn. Và khi mà Tuấn Tú sử dụng được khoảng 2 tuần thì Tuấn Tú thấy rằng đây là một sản phẩm rất là tốt. Nó đã cải thiện cho mình cái sức khỏe về sinh lý. Đặc biệt là Tú thấy mình ngủ ngon hơn và không bị đi tiểu đêm nữa. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Và hơn nữa là thấy da mặt của mình sáng hơn. Thì nó rất là cũng là tốt cho mình. Khi mà Tuấn Tú đi quay thì mặt mũi nó phải đẹp, đúng không ạ? Thì cái sản phẩm này đã hỗ trợ rất là nhiều cho Tuấn Tú. Và khi mà Tú nhớ là sử dụng cỡ khoảng 1 tháng thì hoàn toàn đến như bây giờ quý vị nhìn thấy là Tú đang rất là sung mãn, về vấn đề sinh lý đã cải thiện gần như là rất là tốt rồi. Đến bây giờ thì không ngại gặp vợ nữa. Hơn nữa giấc ngủ đã sâu hơn, không bị thức dậy vào buổi đêm nữa. Hơn nữa là Tú thấy là da mặt của mình này, rồi tinh thần của mình cũng thấy sảng khoái hơn rất là nhiều. Đấy là điều mà Tú muốn chia sẻ thật đối với quý vị. Chính vì cái điều đó mà Tú nghĩ rằng sản phẩm Minh Men này sẽ là sự lựa chọn số 1 dành cho cánh mày râu chúng ta khi chúng ta gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe sinh lý nam giới. Và cứ nghe lời Tú đi, chúng ta sử dụng sản phẩm này đi. Chúng ta hãy thử đi. Chúng ta sẽ thấy Minh Men là sản phẩm rất là tốt dành cho cánh mày râu chúng ta. Yếu sinh lý nam giới hiện nay chiếm tỷ lệ rất cao trong đời sống xã hội. Do cái đời sống công nghiệp và xã hội phát triển, tình trạng yếu sinh lý nam giới ngày một tăng cao cái tỷ lệ này. Cho nên hôm nay chúng tôi nói về cái chủ đề tương đối tế nhị này. Thì hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với các quý vị sản phẩm Minh Men, là cái sản phẩm mà tôi rất ưa thích. Tại sao chúng tôi rất thích cái sản phẩm này? Bởi vì thứ nhất, sản phẩm này được tạo nên bởi vì bào chế từ các cái dược liệu thiên nhiên rất quý của y học cổ truyền Việt Nam. Trong thành phần của sản phẩm Minh Men này có rất nhiều cái thảo dược quý hiếm mà y học cổ truyền Việt Nam thường sử dụng cho bổ thận dương, cho tăng cường sức khỏe nam giới bằng các cái thuốc bổ thận này. Ví dụ như là cao dâm dương hoắc, cao bạch thần lê, rồi cao mật nhân, mà trong đó thì có mật nhân của Ấn Độ
mà chúng tôi đánh giá rất cao, bởi vì trong mật ngân của Ấn Độ là cái tăng cường cái hormone sinh dục nam giới rất là tốt và cải thiện cái sức khỏe tình dục của nam giới rất tốt, như là những cái chứng rối loạn cường dương, xuất tinh sớm, rồi liệt dương, di tinh, giảm ham muốn, rồi mệt mỏi, đau lưng, tiểu đêm, vân vân. Tất cả những triệu chứng đó thì những cái thảo dược như là bạch thần lê, dâm dương hoắc và cao mật nhân này cũng đã giúp cho các đấng mày râu là cải thiện được cái chức năng sinh lý của mình, cũng như chống được mệt mỏi, chống lão hóa rất tốt trong cơ thể và giúp cho cuộc sống, chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn. Và ngoài ra, chế phẩm Minh Men còn được bào chế dưới công nghệ rất hiện đại, công nghệ nano hướng đích, tức là công nghệ nano hướng đích. Tại sao gọi là nano? Công nghệ nano tức là công nghệ mà kích thước một nano bằng 1.000 tỷ của mét, cho nên là nó chia nhỏ các cái hoạt chất, kích thước các hoạt chất thành các cái siêu nhỏ dưới kích thước nano. Chính bởi vậy nó thấm sâu vào tế bào nhanh hơn, hấp thu nhanh hơn và hướng tới tế bào đích nhanh hơn và đưa hoạt chất vào đến tế bào đích và phát huy hiệu quả tốt nhất cho người dùng. Chính bởi vậy mà công nghệ nano hướng đích của công nghệ Nhật Bản này chúng tôi đánh giá rất cao trong bào chế viên Minh Men. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.